Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ, xe cỏ cho các bác nhá. Vâng, em bán những chiếc xe giá chỉ từ vài chục cho đến hơn 900 triệu đồng. Một chiếc xe hôm nay vừa về cửa hàng xong, một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và đây là một mẫu xe lành bền cối đá, dòng xe 5 chỗ ngồi, được mệnh danh là thánh bền tại Việt Nam. Và thị trường Việt Nam thì những ai mà đã đi những cái dòng xe này rồi thì biết là rất là chắc chắn luôn. Dòng này thì được cái là máy ngon gầm chắc và được rất nhiều người sử dụng luôn. Và chiếc xe này là một chiếc xe bản nâng rất là đẹp các bác ạ. Màu sơn đen bên ngoài cực kỳ tuyệt vời, sơn xi đồng sơn đẹp và cứng. Với cái mẫu xe này thì các bác bỏ ra với cái số tiền chỉ chưa đến 200 triệu thôi ạ, nhưng các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Một mẫu xe Toyota Vios 2011, xe ngon, máy gầm chất và dòng này thì nói chung là bền lành vô đối luôn. Về là các bác chỉ có việc đi thôi, không phải làm cái gì cả. Giấy tờ hồ sơ pháp lý thì chuẩn chỉ và sang tên rất là đơn giản, xe tên tư nhân các bác nhá. Biển số 17A08472, tư nhân chính chủ, biển số thành phố Thái Bình. Và dòng này thì nói chung là một dòng xe rất là lành bền. Bên em thì mua về thì đây là với chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng mà các bác có thể nhìn này, nội thất da của nó vẫn còn rất là đẹp này. Đấy, nội thất da tươi căng luôn này. Xe cứng này và không có lỗi lầm, bao test cho các bác thoải mái luôn nhá. Và đây cũng là một cái dòng xe được nhiều người lựa chọn, với cái tầm phân khúc khoảng tầm từ 150 cho đến 250 thì cái xe này nó nằm ở trong cái khoảng giữa luôn. Và cũng là một mẫu xe rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn ngay các cái phần nẹp chrome sáng bóng này. Biển số 17A08472 là biển số của thành phố Thái Bình. Và các bác có thể nhìn lớp sơn xi bên ngoài của xe thì đồng sơn rất là tốt, xe sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đèn đóm thì sạch đẹp. Đấy, đèn đây này, nó chỉ hơi ngà theo thời gian một chút rồi các bác nhá, còn lại là không có vấn đề gì. Vâng. Và phần dưới đèn gầm đây các bác này, nó chỉ hơi cũ theo thời gian thôi, nhưng mà hoạt động hoàn toàn bình thường. Đồng sơn xe thì sạch sẽ nhá. Còn này thì đồng sơn thì không phải nghĩ rồi. Đấy, còn nan trước mặt chrome mạ sáng bóng luôn này. Và các bác có thể nhìn cái đèn bên đây như vậy ạ. Vâng. Thế còn trên này thì đẹp. Nói chung là cái phần đèn sáng này thì ok. Bầu đèn căng, sáng, không bị ố vàng. Vâng. Đến hơn chục năm rồi các bác, nên là không tránh khỏi những khiếm khuyết. Còn các bác thích đánh mới thì ok ngay, đánh mới đơn giản thôi ạ. Đấy, mạ chrome này, tôn này. Đấy, tôn nó rất là mỏng luôn nhá. Và xe thì cứng. Đấy, xe chất cứng luôn. Dòng này thì được cái là form nó không thể đẹp bằng những cái chiếc xe như bây giờ được, nhưng mà được cái là chất. Đấy, lốp này là lốp 2021 luôn này. Lốp Michelin nhá các bác nhá. Lốp 175-65R14. La răng của xe thì là la răng 12 chấu rồi. Phanh đĩa trên hai bánh trước và đằng sau là tăng trống. Đấy, còn rãnh lốp này, rãnh lốp dày này. Đấy, 2021 mà. Còn cua lốp này. Đấy, cua lốp thì theo thời gian 5 tháng nhưng vẫn chưa có bục. Sơn sườn đây. Đấy, sơn sườn tôn vỏ thì căng. Đấy, tappy này sạch rồi. Kính điện 4 cánh rồi các bác nhá. Và toàn bộ tappy đây. Thì nó đã theo thời gian 5 tháng này. Đấy, toàn bộ tappy này. Sạch luôn này, kính điện 4 cánh này, nhẹ nhàng. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn này. Đây, chỉ keo này, còn nguyên này. Đấy, bao đẹp nhá. Vâng, một mẫu xe lành bền cối đá. Và con này thì là có gốc taxi ra rồi. Có bản nâng, đây là một chiếc xe bản nâng. Nâng full đồ. Đấy, nâng full đồ là những cái gì? Ví dụ như là nâng la răng, nâng kính điện. Đấy, đấy, da này. Sờ ghế da của nó rất là mềm, đẹp luôn. Và trần cũng đã được bọc trần 6D rồi. Trần nét căng luôn này. Đấy, các bác nhìn đấy ạ. Vâng, trần trước các thứ của xe thì rất là ok. Và xe thì nói chung là cũng đã được người ta sử dụng lâu lắm rồi. Thế nhưng mà đây là cái chất của xe thì vẫn còn rất là yên tâm. Và xe thì lăn bánh được 25 vạn. Nhưng mà khi mà chạy đó, vẫn rất là chắc chắn đấy các bác nhá. Tappy sạch sẽ này. Lỗ khoan này đã được vít rồi. Đầy đủ luôn. Và đây cũng là một dòng xe giá rẻ. Vâng, tại thị trường Việt Nam thì những chiếc xe như này bây giờ thì cũng tương đối là nhiều. Thế nhưng mà để được một chiếc xe chất như chiếc xe này thì cũng khá là hiếm luôn. Vâng, áp suất lốp, cảm biến áp suất lốp trên cả 4 bánh nhá các bác nhá. Còn lốp này cũng là lốp Michelin này. Đấy, lốp dày luôn. Các bác đi những cái dòng này, lốp dày này là rất là yên tâm. Đấy, lốp dày cự luôn này. À, cua lốp này, cua lốp đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cua lốp này. Vâng. Phần đèn sau đây ạ. Và các bác có thể nhìn ngay phần đèn hậu của xe thì là đèn ba vạch này.
Đấy, đèn bầu đèn căng sáng đều đấy và không có lỗi nhá. Bên này cũng thế này, đấy bên tài bên phụ này, đấy, các bác nhìn ạ, và đèn căng sáng luôn. Thế còn cản sau của xe thì điểm trừ là không có cảm biến lùi, tuy nhiên là lại có mắt camera lùi ở đây cho các bác này. Đấy. Vâng, một chiếc xe cũng đã theo thời gian 5 tháng, biển số này là biển không cần gọi là bọc meca nên là nó cũ này đấy. Vâng. Còn được cái là chất sơn thì thôi rồi, khỏi phải chê. Dòng này là một cái dòng xe nồi đồng cối đá nên nói chung là theo 5 tháng thời gian, chiếc xe này thì cũng tỷ lệ nó cũng gọi là một chút thôi. Nhưng với cái giá tiền tầm này thì đây là một lựa chọn rất là ok cho các bác luôn. Đấy, lốp dày này, sơn xi tôn vỏ căng này, xe cứng này và không có lỗi. Đây, các bác nhìn, cua lốp này đã được bọc hết rồi. Đấy, được bọc gọi là phun phủ chống mọt đấy ạ. Vâng. Và lốp dép thì la răng đây vẫn còn rất là đẹp nhá. Vâng, la răng đẹp lét luôn. Đấy. Cửa này, tappy này. Đấy, nhựa của nó sần nó còn nguyên đẹp luôn này. Bao đẹp cho các bác ạ. Vâng. Với dòng xe Toyota Vios ấy, thì quan trọng nhất là phần chất máy và máy số gầm bệ. Nhưng mà cái dòng này nó là một cái dòng xe nồi đồng cối đá nên là thực sự các bác, kể cả các bác có đi đến 10, 20 năm thì cũng không bao giờ phải lo đến cái chuyện là hỏng vặt. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Đấy, sơn xi này, càng đét luôn này. Chỉ keo này, bao đẹp, bao còn nguyên. Đấy, không mất một phân ly keo chỉ nào. Xe cứng nữa. Vâng, đây là một mẫu xe cứng cáp luôn. Và các bác nào mà yêu cái dòng Vios thì thực sự là đây là một mẫu xe không nên bỏ qua. Một mẫu xe bền lành. Đấy, và các bác nhìn tappy này. Đấy, tắp lô rồi. Mặt tắp lô đẹp luôn. Đấy, đầu đà đĩa đóm đầy đủ. Có camera lùi kết hợp với cái đầu ấy nhá các bác nhá. Sơn sườn tôn vỏ căng sáng luôn. Và đây là một mẫu xe lành bền. Vâng, đời 2011 form cuối 2012, sau đó thì nó chuyển lên là form đẹp hơn. Nhưng mà mình mua những cái dòng tầm này thì đã các bác yên tâm. Đấy, gương kính lên chỉnh điện cục xe có cả này. Đấy, các bác nhìn này. Đầy đủ, không thiếu một cái gì. Tất cả các cái chức năng của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, mặt vô lăng ba chấu tích hợp này. Đấy, còi ngân đầy đủ nhá. Có còi ngân luôn, vô lăng khâu da mịn màng và sạch sẽ luôn. Đây là vô lăng khâu da đấy ạ. Vâng, rất đẹp luôn. Có màn hình kết hợp với camera lùi luôn. Đấy, camera lùi ở đây. Xong rồi lại camera lùi trên này. Đầy đủ luôn cho các bác. Đấy, không thiếu một cái gì. Và được cái là xe chạy rất là chất. Đấy, để cái là lên ngay. Máy vòng tua thấp. Và con này sử dụng động cơ VTVI. Máy 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng rất là vừa phải. Chỉ ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5,5-6 lít trên 100 cây ạ. Và máy thì rất là ngon. Đứng đây là không nghe tiếng máy luôn. Vâng. Máy rất êm và ngon luôn. Đấy, động cơ máy VTVI. Đấy, máy 1.5. Rất là ngon. Và con này thì máy đã được làm bảo dưỡng rất là đầy đủ rồi. Về là các bác giờ là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Ắc quy thì 2021 nhá. Ắc quy dày mới này. Phần đầu răng đây. Đấy, còn nguyên. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Vâng. Và pháp lý hồ sơ thì chuẩn chỉ, sang tên rất là ok. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn này. Đấy. Máy ngon, gầm chắc. Và con này thì xe này, dầu này vẫn còn nguyên này. Dầu vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Và hơi thừa, hơi khói là không có nhá các bác nhá. Đây các bác này. Máy không hề có một chút hơi thừa luôn. Không hơi thừa này, không dầu mỡ bắn này. Đấy. Máy rất là êm ngon. Và cái dòng này là một cái dòng xe lành bền, nồi đồng cối đá thôi. Về là các bác cứ việc chỉ gọi là đi thôi. Chỉ việc đổ xăng và chạy và định kỳ thì mình bảo dưỡng dầu mỡ đầy đủ là được. Thế còn phần gầm của xe thì đây các bác nhìn ạ, gầm đây. Gầm vẫn còn sáng đẹp căng luôn. Đấy, gầm đẹp luôn. Không có lỗi nhá. Gầm đẹp không lỗi, bao lét các bác luôn. Và đây là một mẫu xe nồi đồng cối đá. Những ai mà yêu thích cái dòng xe Toyota Vios ấy, thì đây là một lựa chọn rất là tốt. Và giá nó rẻ. Vâng, chỉ chưa đến 200 thôi. Và cái dòng này là một dòng xe giữ giá. Các bác đi những cái dòng này ấy, chỉ đi vài năm, các bác bán lại vẫn chỉ lỗ trong khoảng tầm 3-4 chục gì thôi.
chứ không nhiều như các dòng xe khác của Hàn Quốc rồi. Nhật Bản thì bao giờ cũng là một cái đất nước mà người ta có những chiếc xe rất là bền lành và tiêu chuẩn. Và thế nên là ai mà quan tâm đến chiếc xe này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 188 926. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên tất cả những cái dòng xe giá rẻ, ngon lành, bổ rẻ cho các bác. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.